Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ em sẽ test chiếc âm ly Đờ Nông S10 ba la mã limited, kèm theo chiếc đầu CD Đờ Nông S10 ba la mã và cặp loa JBL L250. Cặp loa này thì rất đẹp, đẹp xuất sắc và mới về shop em. Hôm nay thì em bán với giá là 70 triệu, chiếc âm ly 31 triệu 500, và chiếc đầu CD là 21 triệu 500. Anh em cùng thưởng thức chiếc âm nhé. So